Thưa quý vị, theo bản tin trên đài BBC được thực hiện bởi phóng viên Song My, Sài Gòn số ca nhiễm COVID-19 nhiều khiến có lo ngại phong tỏa trở lại. Bạn tôi làm việc trong một cao ốc hạng sang ở quận Nhất, Sài Gòn. Hơn một tuần nay, bạn bảo ngày nào ban quản lý tòa nhà cũng thông báo có ca F0. Thay vì chỉ bị đo nhiệt độ và trình thẻ xanh, giờ bạn tôi phải thực hiện khai báo y tế khi ra vào mỗi ngày. Ngày nghỉ cuối tuần này, ông sếp của bạn gọi điện thông báo có thể mọi người làm việc trong công ty phải thực hiện xét nghiệm mẫu gộp PCR một tuần một lần. Sài Gòn, số ca nhiễm vẫn nhiều nhất. Gần 100% dân số đã chích mũi 1 và gần 85% số dân đã chích mũi 2, sao số ca nhiễm ở Sài Gòn vẫn nhiều nhất cả nước. Khu phố tôi ở thuộc nội ô, trong một tuần này lác đác có người bị nhiễm, nhưng không có nạn rào chặn cả con hẻm hoặc cả khu phố như trước. Ai ở chung cư sẽ phải đến chỗ cách ly do phường chỉ định, còn ở nhà riêng thì tự cách ly. Mọi sự diễn ra âm thầm chứ không ồn ào gây lo sợ như trước nữa. Tuy nhiên, số bạn hữu của tôi sống ở nội ô bị nhiễm COVID vào tháng 11 nhiều hơn hồi đỉnh dịch tháng 8. Điều đáng nói là các bạn ấy đều đã chủng ngừa đủ 2 mũi và có thói quen sống cẩn thận, kỹ lưỡng. May mắn là ai cũng được cách ly tại nhà. Trạm y tế phường cung cấp thuốc Monopiravir 400mg uống trong 5 ngày và nay số bạn đó đều khỏe hơn. Anh tôi và cha tôi thì lo ngại hơn vì thông tin dịch bùng phát ở ngoại ô nơi hai người cư trú, dù ổ dịch vẫn ở khá xa nhà. Cha tôi lo lắng hỏi, sao nghe nói dân Sài Gòn được chủng ngừa nhiều rồi mà con? Chủng rồi vẫn bị nhiễm à? Tôi an ủi ông, nhưng cha chủng ngừa thuốc của anh tốt lắm, có nhiễm cũng bị nhẹ thôi. Cha tôi không chỉ lo cho mình, ông lo cho hai thằng con bị chích Verocell của Tàu, một đứa ở tỉnh và một đứa ở Sài Gòn. Hôm nghe thông tin, ông ngồi thừ ra rồi hỏi tôi, bộ hai đứa em con không còn lựa chọn khác sao? Trong cơn sốt, mọi người đều phải chích vaccine phòng COVID để có thẻ xanh đi lại làm việc và đến những nơi công cộng. Nhiều người ở Sài Gòn và ở tỉnh hoàn toàn không có lựa chọn. Những người bạn bị nhiễm COVID mới đây của tôi đều cho rằng họ bị nhiễm thể nhẹ là do được chích thuốc AstraZeneca chứ không phải vaccine Tàu. Trên mạng, nhiều người đang truyền nhau thông điệp của báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 11 với hàm ý động viên người đã chích AstraZeneca nhưng gây lo sợ cho những ai bị chích vaccine Tàu. Trong bài Ngăn bùng dịch giảm tử vong, tờ Tuổi Trẻ viết rằng theo thông tin của Tuổi Trẻ, cho đến nay, qua khảo sát chưa ghi nhận ca tử vong ở người mắc COVID-19 đã tiêm đầy đủ 2 mũi AstraZeneca. Với vaccine Pfizer, có ghi nhận ít nhất 1 ca tử vong, nhưng đây là trường hợp bệnh nhân có nhiều bệnh nền. Có một số trường hợp tử vong ở người đã tiêm vaccine loại khác và đủ 2 mũi. Vaccine loại khác là vaccine nào? Giáo sư Nguyễn Tuấn ở Úc nhận định về thông tin này như sau. Sau là một số 38 ca tử vong đã tiêm vaccine, trong đó 1 ca tiêm vaccine Pfizer, vậy còn lại là 37 ca. Phải nói là tuyệt đại đa số là vaccine khác chứ. Câu hỏi đặt ra là vaccine khác là vaccine nào? Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Verocell. Vaccine Pfizer và Moderna là một loại mRNA. Vậy có phải vaccine khác ở đây là Verocell? Lạ một điều là báo Tuổi Trẻ không nói ra, nhưng chúng ta ai cũng đoán được. Tuần trước, một nhà báo ở Sài Gòn đã kể trên Facebook về cái chết của một người đàn ông bán hủ tiếu 39 tuổi. Ông ta đã chích đủ 2 mũi Verocell ngày 14 tháng 9. Ngày 26 tháng 9, cả hai vợ chồng đều nhiễm COVID. Người vợ khỏi bệnh và chăm sóc chồng trong khu cách ly, nhưng đến ngày 1 tháng 11 thì người chồng qua đời. Với tỷ lệ 99,82% số dân đã chích mũi 1 và 81,42% số dân đã chích mũi 2, theo số liệu thống kê của thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 11 năm 2021, thì có thể nói thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về độ bao phủ vaccine phòng COVID. Nhưng sao số ca nhiễm mỗi ngày vẫn nhiều nhất? Vì sao thành phố này chưa có miễn dịch cộng đồng? Truyền thông vẫn đổ tội cho ý thức người dân, cho rằng có số F0 vẫn đi lang thang trong cộng đồng. Nhưng cũng có thông tin ngược lại cho rằng bệnh viện không quản lý chặt F0, cho phép F0 xuất viện khi chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Lo ngại sự lây nhiễm từ cộng đồng, công ty mai táng của người bạn tôi tạm nghỉ dịch vụ mai táng người bình thường, người chết không do nhiễm COVID ấy, trong một tuần kể từ ngày 14 tháng 11. Lý do đưa ra là giờ trong điều kiện bình thường mới, đội quân mai táng người bình thường không thể mặc đồ bảo hộ kín như bưng như cái hồi phong tỏa, nên có thể lây và bị lây.
Bạn nói hiện chỉ duy trì đội mai táng bệnh nhân COVID và tiết lộ số ca tử vong trong một tháng ở hai bệnh viện đã tròm trèm cả trăm, bằng cỡ hồi đầu tháng 7 chứ không có ít, nên dặn là đừng chủ quan. Ngày 15 tháng 11, trên mạng có thông tin Bill Gates cho rằng cần phải nghiên cứu loại vaccine mới thay thế loại vaccine hiện tại vì không hiệu quả, lại khiến nhiều người lo âu. Việc chủng ngừa mũi thứ ba đã được nhắc đến ở Việt Nam, nhưng nếu có vaccine loại mới thì lại phải chủng ngừa từ đầu hay sao? Trước đây, khi ở thời kỳ đỉnh dịch, dân Sài Gòn hy vọng khi tỷ lệ chủng ngừa vaccine cao thì sẽ có miễn dịch cộng đồng và ai cũng được bảo vệ. Giờ thì chẳng biết hy vọng vào cái gì, khi có đủ hai mũi rồi vẫn dễ dàng bị lây bệnh, nên ai nấy tự thủ thân. Chết dịch hên xui, còn chết đói thì thấy trước mắt. Trong sự lo ngại bị phong tỏa trở lại như trước, thân nhân và bạn hữu của tôi lại bắt đầu trữ thực phẩm. Nhà nào không có tủ lạnh thì lo mua thêm cái tủ đông. Giữa tháng 11 năm 2021, phố phường vẫn buôn bán đông vui. Giá thực phẩm tươi sống ngoài chợ có một số loại tăng nhẹ do giá vận chuyển tăng, ảnh hưởng từ giá xăng tăng. Trong khi thực phẩm công nghệ như sữa và cà phê hòa tan đã tăng giá và dự báo nhiều mặt hàng sẽ tăng hàng loạt vào tháng 12. Có vẻ như tiền đồng ngày càng mất giá và việc chi tiêu cho thực phẩm đồ uống chiếm ngân sách lớn nhất trong mỗi gia đình, đặc biệt nếu chọn thực phẩm hữu cơ an toàn. Đơn cử như mặt hàng gạo, hiện tại giá gạo hữu cơ loại ngon có nhãn hiệu ít nhất cũng trên 25.000 đồng cho đến hơn 50.000 đồng một ký. Giá dưới 20.000 đồng thường là gạo sát trắng, không bao giờ có mọt và pha trộn tùm lum, không rõ chủng loại và xuất xứ. Nếu ăn hàng quán và với giá từ 40.000 tới 50.000 đồng cho một bữa ăn sáng hoặc ăn trưa thì chỉ là loại trung bình tạm được, nên giải pháp nấu ăn tại nhà và mang cơm đến văn phòng vẫn được nhiều người duy trì, mặc dù từ cuối tháng 10, các quán ăn nhà hàng đã được phép tiếp khách tại chỗ. Trở lại đời sống bình thường, thân nhân và số đông bạn hữu của tôi vẫn e dè giao tiếp và sử dụng khẩu trang khi gặp nhau. Trong văn phòng chỗ bạn tôi làm việc, mọi người phải đeo khẩu trang suốt cả ngày với chỗ ngồi cách xa nhau. Một số nhà hàng và quán cà phê mà tôi lui tới, số thực khách còn ít ỏi, trong khi các quán nhậu ở quận 7 và Thủ Đức, nơi được phép bán đồ uống có cồn, vẫn dập dìu người ra kẻ vào do khách ở các quận huyện khác kéo đến. Vào một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn và nhà hàng hiện nay, ngoài thẻ xanh hoặc giấy chứng nhận đã chủng ngừa, mọi người phải đo nhiệt độ và khai báo y tế. Nếu ngại khai báo, người dân có thể chọn những cửa hàng tiện ích, tiệm tạp hóa, chợ hoặc mua online. Điều mới mẻ và tốt hơn sau phong tỏa là tất cả những chợ tự phát hiện không còn bày hàng dưới lòng lề đường mà đã thu gọn vào bên trong các nhà sống ở hai bên chợ. Người bán sẽ tốn phí thuê mặt bằng nhưng bù lại không bị công an hay dân phòng đuổi chạy như trước. Mặt khác, lòng lề đường cũng thông thoáng dễ đi lại. Nhịp sống Sài Gòn dần hồi sinh với hàng loạt xe đẩy bán đủ thứ hàng hóa của người dân nghèo rong ruổi khắp đường phố, từ nội ô đến ngoại ô, dọc theo quốc lộ và các giao lộ. Cách mưu sinh này là lựa chọn của đa số dân nghèo khi họ có thể bươn chải hàng ngày với số vốn ít ỏi và không phải phụ thuộc vào ai. Nhìn số ca nhiễm hàng ngày ở Sài Gòn, hầu như ai cũng hồi hộp, sợ bị phong tỏa trở lại. Nhưng cô hàng xóm đang sống bằng nghề cắt may gia công nói với tôi là có lẽ nhà nước sẽ không phong tỏa như trước đâu, bởi người nhiễm COVID rồi chết là chuyện hên xui, chứ dân mà không được làm ăn thì chết đói là trước mắt. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.